Rồi, alo, xin chào tất cả các bạn. Mình là Bách Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Rồi, hôm nay chúng ta cùng nhau đánh bài tiếp ha. Thì mình sẽ tiếp tục đấu với anh K3 để cố gắng xài con rồng, cái con sát thủ diệt rồng, con quỷ đó, nó tên là sát thủ diệt rồng. Thật ra nó không phải, cái tên đúng của nó phải là kẻ đi tìm, truy tìm là rồng mới đúng. Tại vì Seeker chứ không phải là Assassin. Nhưng mà chủ yếu ở đây là có bạn nói là muốn mình dùng con nó đánh với đồng trắng mắt xanh rồi. Thì ok, mình sẽ cố gắng, nếu có cơ hội thì sẽ thực hiện thôi. Nói chung là cái pha này cũng hay. Ồ, đúng bộ có đồng trắng mắt xanh luôn này nè. À rồi, hay quá, quăng con này ra. Con này đi kèm luôn. Bình thường con rồng này sẽ dưới cơ con chiến binh bò. Nhưng mà có cái sân này vô thì hoàn toàn khác. Con này hay âm, con bò hay đất. Thành ra là vô cái sân này thì con này nó được búp. Not bad. I activate my spell card. How will you feel when one of your minions decides to serve me? Well, you're about to find out. Ây da, bị anh K3 chôm cái lá bài để summon rồi. Mình có phá rồi cũng vậy thôi. This card, I will eradicate you into oblivion. I offer my monster as a tribute. Đánh ra con này nữa thì mình mệt rồi. Ủa mà sao anh không đánh ta? Hình như dùng cái lá này là trong lượt đó không được đánh thì phải. Tự nhiên là thấy ảnh dùng cái lá này là ảnh không có đánh mình. Rồi để con này trước đi, mình lấy cái bình ra mình chơi ảnh đã. Cái bình mà tính ra may mắn thì mình sẽ loại được 3 con của ảnh là thấy cũng lời rồi. Con này cũng khá là ngon. Tất nhiên là mình lấy cái bình rồi. Bình này chứ không phải bình lấy 5 con này. Nói chung mấy cái bình này có 3, có bình hiện tại mình thấy có 3 cái bình. Một cái bình đổi bài, một cái bình phá bài trên sân, và một cái bài là giật đổi bài ở trên tay. Nói chung là cái bình nào thì cũng hay cả, nhưng mà cái bình này là cái bình ngon nhất. Người ta mới cho mình lấy có đúng một cái bình, hình như chỉ được có 2 cái bình này thôi. Nhưng mà hình như bình nào cũng được 2 cái à. Nhưng mà nói chung con lá này nguy hiểm nhất trong 3 lá nè. Tại cái lá kia thì cũng lắm là nó đổi bài thôi, nó không có nguy hiểm lắm. Chủ yếu là nó giật được mấy lá phép và lá trap thôi. Còn ví dụ như con này nó nổ hết bài trên sân luôn, rất nguy hiểm. Còn con kia thì nó giật bài anh tay, nhiều khi ta không có lá nào tự nhiên lại được thêm 5 lá. Như vậy cái đó mình với đối phương cùng lợi. Còn cái lá này nhiều khi là nó bật ngược lại mình đó chứ, hoặc là nó bật là nó đập chết đối phương luôn, nó cho mình cơ hội. Nhưng mà hên xui. Diệt được con này luôn là mình thắng rồi. Rồi xung quanh lên tay, hồi sinh lên tay. Ôi trời, anh kia bài giật được còn bài phép không. Thêm lá này lên tay, thêm lá này nữa. Ôi trời ơi, cái này chưa cần. À, cuối cùng cũng ra được lá. Trời, sao bữa nay mình với ảnh thành xui vậy? So, you're activating a spell card. Rồi, ảnh không dám xài cái lá hút bài rồi các bạn. Chấp nhận bỏ hai con xung quanh luôn. Ôi trời ơi. Rồi em xin nhẹ 5 lá nữa nha. Anh K3 chắc là tức lắm á. No. Rồi úp tạm 2 lá này xuống rồi các bạn. Chứ ảnh có cái chổi mà. Quên mất, úp xuống là chết mình. Rồi quăng rồng này ra. Ok, coi như mình nhường ảnh đi. Ít nhất xài được cái sân trong lượt này. Quên mất, có mình chỉ còn để lá này ở đây là ảnh xài rồi, tính úp xuống cho ảnh chơi mà quên mất. Tự nhiên úp luôn 2 lá, uổng quá. I activate my spell card. Rồi thôi, coi như em nhường anh phát này đi nha. I activate my spell card. Rồi rút bài. Anh chơi gì anh rút từng hết một bài anh luôn
my Force Raider. Rồi cho anh bắn chết con sâu của mình đi. I activate mesmeric control. À, lá này. Lá này không nguy hiểm lắm. Như cái lá này trong cái truyện là của cái con nhỏ gì người Mỹ đúng không ta? Tóc vàng, con nhỏ tóc vàng mà nó ban đầu là nó thua, nó hơi cấu một tí, nhưng mà sau đó là nó lại muốn giúp Yugi lấy lại tinh thần chiến đấu, từ lúc đó Yugi đang bị khủng hoảng tâm lý vì không chấp nhận cái bản thể thứ hai của mình ở bên trong. Tại mình không có coi tới khúc đó các bạn ơi, mình nghe kể như vậy thôi. Mình nói là mình coi mình với Yu-Gi-Oh thì mình coi tới khúc đánh Rock Game mà là hơi là hết rồi. À, Rock Game biến thành tóc trắng nha, chứ phải đánh Rock Game với lại thằng em của cây ba. Để coi nào, mình giờ quăng con úp con này xuống là chắc chắn rồi, nhưng mà quăng con nào ra mới là vấn đề đây. Thanh Hải Pháp Sư úp xuống nè, cũng được, úp Thanh Hải Pháp Sư xuống đi, dụ cho anh bắn chết con rồng của mình cũng được. Ảnh úp xuống à, xem ra sợ mình chơi rồi, bị mình chơi rồi. Ok, thí lá này với ảnh luôn, hai con cũng chết. Mình có lá hồi sinh ở đây mà. Mình lời mà mình đâu có lời. Cái này là hoàng vốn, hoàng vốn, mình không lời. Rồi, úp con này xuống cái đã. Kỳ này mình kéo sạch bài ảnh luôn cũng được. Mình lấy cái bình kia ra mình kéo bài ảnh. À, thằng Hề. Rồi ok, anh lỗ tới 1.400 luôn nha. Con này mà anh dám bắn bài úp của em. Ê, đôi khi nó chơi hơi liều giống như Yu-Gi-O á. Đôi khi lấy con bò 450 rồi bắn bài úp. Rồi thôi, không thèm công, thủ tiếp. Chúng ta là kiên thủ. Return my monster from the graveyard to the field. Monster reborn. Oh. Lợi hại. Rồi, rồng trắng mắt xanh ra trận mới đúng là Kai Ba chứ. I summon my almighty blue eyes white dragon. Rồi, ok, manh lợi hại. My spell card. Cái gì đây? Oh. Giá này mình hơi lỗ mà thôi, cũng không sao. Ấy trời ơi, ảnh giúp mình luôn nè, đang cần ra con này. Rồi anh muốn ra con gì cũng được. Con này hả? Rồi cho anh bắn luôn đó. Rồi Thanh Hải Pháp Sư chết. Rồi em effect thêm con ra nữa. Mà con đó lên tay. Lấy con gì giờ ta? Ok, chả mấy khi lấy con phù thủy ra luôn. Rồi, em gọi hai con nữa ra. Nó nằm tạm mạnh không anh la hay ghê đấy. Biết là gần hết máu rồi, cũng đừng có bày tỏ cảm giác như vậy. I set this card face down. Rồi, hút hai lá đúng không anh? Hẳn còn 7 lá là tội nghiệp ghê. Ê trời đất ơi, ra lá này không đúng lúc chút nào. So, you're activating a spell card. Rồi, việc đầu tiên của mình đó là lấy con rồng này ra. Lấy con quỷ ra, vô con này không phải con rồng, con này là con quỷ. Không, nó bản thân nó là rồng luôn, rồng quỷ. Rồng nhưng mà chuyên diệt rồng. Ôi trời ơi, phê quá các bạn ơi. Lần đầu tiên giết được con rồng mắt trắng mắt xanh kiểu này đúng là nó phê như con tê tê luôn. Con cây ba chắc là cay lắm á. Rồi em mượn con này em xài đỡ một chút nha. Pha này phản công hơi bị đẹp luôn. Rồi xin lỗi anh, có vẻ như không có lần lượt sau rồi. Có 100 điểm thôi mà nó quyết định giang sơn á, mà nó chơi cho anh cũng hết bài rồi. Còn có 7 lá là lá trên tay nữa, là 8 mình còn tới 22 lá lận là...
Rồi ok, bạn nào nói mình muốn chơi, muốn mình dùng con này để đánh trong cái mắt xanh thì thấy thỏa mãn rồi ha. Chưa thỏa mãn thì quýnh tiếp. Không sao hết, con này hay. Đánh với cây ba đúng là có con này em tài, lợi hại thật. Một phát là cho rồng trắng mắt xanh đi đời luôn. Ây da. Rồi, ok, úp nhiêu đây thôi các bạn. I summon my faithful servant, La Jin, the mystical genie of the lamp. Rồi, ok. Cho cả em expect là con khác. Bên đây thì mình effect ra được con gì nhỉ? À bên này thì mình không effect được như bên kia. Cái bên đánh như Marit mình mới có con ngon. Còn bên này mình effect ra mấy con thường thường này thôi. Vậy thì mình sẽ lấy con này đi. What? Lúc này chưa cần cái bình đâu. Lấy cái bình đã sớm quá lỗ. Rồi. Mình rất hay cầm mấy cái lá cuồng phong ở trong tay, các bạn biết để chi không? Để phá mấy cái lá này nè. Mình rất là đề cao cái việc mà phá mấy cái lá trên này. Ôi giời ơi, ra cái bình này đua lúc này thì hơi bị Rồi thôi ok, chấp nhận luôn. Thí con rắn vậy. Rồi thôi chấp nhận bỏ con rắn luôn, sao mình còn nhiều con ngon mà. Mình lỗ có một lá thôi, ảnh lỗ 4 lá mà sợ gì. Cái lá hút bài của cây ba đó các bạn thấy không, là đó, các bạn bỏ xuống bao nhiêu lá thì các bạn được cầm lên bao nhiêu lá. Còn cái lá này mặc định là nó rút hết bài xuống là nó bỏ cho lại mỗi bên 5 lá. Rồi không sao, mình effect ra hai con nữa. Not bad. What? What? Rồi chấp nhận lỗ 800 luôn cũng được, không sao. À không, lật lên chí. Ủa 500 nữa. Nói chung là chưa mất máu chưa nhiều thì anh cây ba vẫn còn tỏ ra cao cao tại thượng lắm. Rồi ra lá này. Úp lá này xuống luôn. Lật lá này qua. Dỡ lá này lên. Chấp nhận mất máu xíu đi các bạn. À, giật được còn mấy con này không là mình lợi rồi. Phải chưa, mình nói rồi. Để coi từ lá này khoan dùng đó. Rồi. Rồi đúng lúc cần lật qua luôn đi các bạn, tại không mất máu cú này đau lắm. Rồi. Ok, cảm ơn anh. So, you're activating a spell card. Ha, tính dùng Corona để hại mình. Rồi, xong. Ok. Bạn rồi chịu chết thôi, gì đâu. Rồi not bad. Rồi ok. Tất nhiên là lấy cái bình ra rồi. Rồi dở lá này lên trước.
xin nhẹ 5 lá rồi sau đó xin thêm 5 lá nữa. Rồi, ok. Sau đó mình dỡ lá này lên tiếp nữa là nó cũng hay. Lấy con sâu rồi lại thêm lần nữa. Trời ơi, nó nổ một phát 5 con hình đào luôn á. Rồi, bắn đi ông anh. À rồi, cảm ơn đã nhẹ tay. No 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 no. What? No 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 no. Cành. Ôi trời ơi, phê quá. Rồi con này lên tay. Con này lên tay luôn. Con này lên tiếp. Con này lên nữa rồi ảnh lỗ rồi. Con này ra sân. What? Coi lên tay chịu. Ôi ra bài phép không ta. I set this card face down. Mình còn lá nào không trời? Ôi bỏ hai con summon ra luôn. Đấy, đã thấy lật lá lên luôn. So, you're activating a spell card. No no no, bình tĩnh. Phá lá này cái đã chứ không ảnh chơi cú nó đau lắm. So, you're activating a spell card. Để coi no. Để coi lấy con sâu đi. Cái bình đủ rồi. Anh lấy con rồng. Ok, mình cũng thừa biết anh sẽ lấy con đó. So, you're activating a spell card. No. Rồi. Quăng lá ra. So, you're activating a spell card. À, no no, bình tĩnh. Để coi lấy con nào ra nữa ta. Con này hồi sinh thí 800 điểm thì lấy còn con sâu nào không nhỉ? Ở đây mình có hai, mình lại xài hai con sâu chưa? À chưa hả? Chưa, giờ mình lấy con nó ra mình gọi thêm một con sâu ra nữa là ngon. Giật bài ảnh là phê luôn. Thôi gọi con kiến ra đi chứ chơi con sâu hoài. Con này 2500 lận. Có lá nào giống đất? À có hai. Rồi gọi con rắn ra nào, tội nghiệp nó, mình thí nó nãy giờ. Con này thì chơi bên bộ thủy ngon hơn, nhưng mà tại giờ không có con khác thì phải chịu thôi. What? Biết con này là con gì rồi. No. Flip summon. Rồi, con rồng này bị gì bốc. What? Khống chế con này. No. Đang có một phù thủy nữa nè. Mình không nghĩ ảnh ra được con này. Mesmeric control. À. Rồi thôi, mình cũng có ý định chống con này đâu, từ từ khoan dùng đã. I end my turn. Ôi trời, một con sâu nữa ra rồi, hay quá. Rồi. Quăng lá này ra. So, you're activating a spell card. Mượn con này một tí. Tao phải lật nó qua cho lộn chứ phải mượn lộn. Bắn cho một phát. Phù thủy này cũng đâu phải vừa, có hai lá búp, bản thân nó tự búp cho nó, là thêm cái này búp nữa là nó hơi bị kinh đấy. Rồi lấy con đó đi thủ cũng được. Rồi để cho anh bắn. Rồi summon đi, em mượn con đó em kéo con đó về phe em lạc phát.
Ồ, không dám chơi à. Chơi bài nhát thế nhỉ. Rồi, ok. What? No. Rồi xong, lật lên tiếp. What? Cái gì đâu mà quát thế ghê vậy anh. Rồi trời ơi, dịch bài của ảnh thế mà mình thương ảnh luôn á. Ê, quên quên, lộn, mấy tiếng nó lỗ rồi. Bắt con rồng này kìa nè. You're activating a spell card. Ê lộn, phải bắt con này chứ lộn. Để mình dùng cái gì kêu mình giết con rồng này. Nó giết được mọi con rồng mà. Thằng mấy tiếng nó là bị cái bình này nó chơi. Cái cây đèn thần này nó chơi vậy không. Rồi. Trời, nó búp phát này là hơi bị kinh luôn. Chơi nó. No. Đâu có gì đâu mà anh căng. Rồi, em búp nhẹ cho phù thủy, em phá là cho phù thủy đi uy truyền luôn. Cái dây chuyền này hợp với con phù thủy nè. Không biết các bạn có thấy hợp không chứ mình thấy là hơi bị hợp luôn. Rồi, không nói nhiều, anh em đâu, bắn. Số phận của anh trai ba là ăn bài rồi. Rồi, dáng này anh trai ba lại bị sâu cắn chết rồi. Chơi thừa 50 điểm rồi bạn. Rồi thôi bay màu đi anh. Bay màu đi là cho em xin một lá bài mới được cũng được. Lần này em đánh hay quá mà anh không thưởng lá bài mới nào là em hơi buồn anh đó nha. Chỗ anh em với nhau. Anh đại gia mà anh tiếc lá bài với thằng em của anh là không được đâu á. Rồi bữa nay đánh hấp dẫn, đánh giá này hay quá. Dùng cái con này đúng là nó phê thì mặc dù là sức chiến lực của nó không cao. Mà vô được cái sân này một cái là nó mạnh mà cố luôn. Trời, con này nữa hả? À cuối cùng cũng có được một con mới rồi. Cái này là cái lời nguyền của quỷ hả? Các bạn nào biết xài cái lá này như thế nào chỉ giùm mình nha. Mình này mình chưa gặp cái lá này bao giờ luôn. Tại hồi đó mình chơi cái bản của Kaiba không nhiều, chủ yếu mình chơi Zoe với Yugi không à. Bạn nào biết thì chỉ giùm mình. Cái lá này nhìn nó cũng ghê ghê mà mình. Cái con này ở đây khoan khoan, nhìn nó giống như alien hơn là quỷ nha các bạn. Nhìn nó giống người ngoài hành tinh hơn, giống cái con gì bên Star Wars mà thêm giờ nó con nó chẳng qua là gắn thêm một con mắt lên đầu nó thôi nè. Mà tự nhiên mình lại nhớ tới một cái trò chơi khác của EA là cái trò mà tạo ra mấy con thú rồi cho nó bỏ nó lên một hành tinh cho nó sinh sống. Mới đầu mình là một cái tế bào rồi cái đó mình hiện lên, sau đó mình tiến hóa thành một cái con mình đi lên cạn. Rồi sau đó là mình bắt đầu xây dựng cái xã hội nguyên thủy rồi tiến lên xây dựng hải vực văn minh rồi sau đó là cuối cùng là chinh phục vũ trụ. Thì đó cái dựa game đó hình như thời kỳ anh Dũng có chơi nè, Dũng CT á. Nói chung là nhiều game thủ Việt Nam cũng bắt đầu chơi đó. Nói chung là cái game đó thì khá là hài các bạn. Nhưng mà nói chung thì nó cũng giúp chúng ta mô phỏng một phần cái quá trình phát triển của trái đất. Đúng không? Nói chung là cho chúng ta thấy cái quá trình phát triển thôi. Còn cái nơi đó thì chắc chắn là không phải là trái đất rồi. Tại vì trái đất của chúng ta chả có cái sinh vật nào mà nó dị hợm đến mức đó cả. Rồi thì ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Mình là Lâm Bách Hợp. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.